xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại bến xe miền Đông nè mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm một cái full hành trình luôn. Một cái full hành trình để dành tặng mọi người từ bến xe miền Đông về tới bến xe Nam Căn luôn. Nhưng mà camera mình quay đêm á, nó hơi tối mọi người, cho nên là những cái khúc nào mà có đèn đường sáng sáng á, thì mình mới quay cho mọi người xem nha. Cho tới thui à, quay không có thấy đường. Đó. Ok, hiện tại bây giờ xe mình do nhỏ mình đây. Do nhỏ mình đang đậu đây. Trời, hiện tại bây giờ đang mưa. Bây giờ mình sẽ dời con vợ nhỏ vô mình gác tài nha. Ok. Trước khi dời vô, mình sẽ quay sơ một vòng cho mọi người xem hiện tại bây giờ ở đây đang có mặt những chiếc xe nào. Vô. Bây giờ theo thủ tục thì mình quay vợ mình trước đây. Vợ mình được ưu tiên trước. Quay đích đi. Quay đích đi. Còn đầu thì khỏi quay đi. Hiện tại bây giờ hồi hôm mình mới lên nè, hôm lên mưa quá trời mưa luôn, cho nên là nó dơ, nó đen thui luôn. Đậu bên hông mình là có một chiếc xe này, xe gì đây, tên gì đây cũng không biết. Minh Quốc mọi người ơi, một chiếc Minh Quốc màu xám cực kỳ là đẹp. Còn đây một chiếc An Phát luôn nè. Wow, một chiếc An Phát màu vàng đen cũng cực kỳ là đẹp luôn mọi người ơi. Chaco Mico à. Chaco Mico nha. Ở đằng đó thì có đậu một nguyên một dãy cao ti màu đỏ luôn kìa. Ghê chưa? Một nguyên một dãy luôn. Trước đó là cái cổng số 5 đó mọi người, cổng đó là cổng ga nha. Wow, ở đây còn nguyên một dãy xe luôn, giới thiệu không hết luôn. Đây chiếc Phúc Hậu nè. Đây là chiếc Dương Tấn Dũng nè, chạy bến xe Bà Răng An Khê miền Đông. Wow, xe đậu nghỉ tài cho nên là che kiến lại hết nè. Bên đây có chiếc Minh Nghĩa nè mọi người, bến xe Tuy Phong, bến xe Phan Rí, bến xe miền Đông, cực kỳ là đẹp. Còn bên kia nữa kìa, phía bên kia nữa kìa. Hiện tại bây giờ thì xe xuất bến cũng khá là nhiều rồi, cho nên là cái khu này là cũng còn rất là ít xe đậu tướng tú kìa mọi người. Xe limousine 22 phòng VIP massage nè. Ở đây có hai chiếc Thành Công luôn. Thành Công màu đỏ Taco. Đây tới con vợ mình. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên xe, mình để máy, mình dời vô bến mình gác tài thôi. Ây da, sáng giờ mưa nè mọi người, bây giờ còn ngập nước nữa nè. Ồ. Đây mình đậu dãy A nha mọi người, xe mình đậu dãy A đó. Đằng kia thì cái đường ra cái cổng 5 đó. Bây giờ mình sẽ chạy vô hướng này, chạy vô hướng này vô cổng số 1 mình gác tài nha mọi người. Ok. Xe đậu từ hồi sáng đến bây giờ. Lúc sáng thì trời nắng, bây giờ thì nó lại mưa. Bây giờ nóng bà cố luôn mọi người ơi. Ok. Ui nó mưa, nó dơ. Nước nó chưa thoát hết á, nó dơ lắm mọi người. Thằng Lơ của mình không biết giờ này nó đi đâu rồi, không biết. Wow. Chỗ này là ra được chỗ này là cũng hơi căng đó nha mọi người. Bên hông mình thì dướng chiếc Thành Công nè, đậu sát bên luôn. Còn bên đây thì dướng chiếc Minh Quốc. Rồi ở đầu xe dướng chiếc xe tải. Làm sao mà ra đây. Phải chiếc Thành Công này nó sụp lại một tí thì mình ra được. Đóng cái cửa lại. Cái cửa này vịnh cái được chứ không thể nó dỗ vô cái kiến cái chết luôn. Khoan đi mượn anh này da lại một chút đi.
anh anh ve lại một chút xíu cho em ra cái sao chống à? Sao chống lỏng à, ve thoải mái. Nhờ anh thành công, anh hên cái là có tài xế ở đây, cho nên là mình nhờ để máy lạnh từ nãy giờ luôn mà chưa lạnh luôn á trời. Chưa đủ hơi. Nói chung chạy lạnh xong rồi phải chờ đủ hơi cái mới vô số được được á mọi người ơi. Phải đủ 5kg mới được. Nãy giờ mình đề máy nó hơi lâu rồi mà nó vẫn chưa đủ hơi. Kỳ quá, nhờ người ta ve lại mà bắt người ta đậu chờ vậy, kỳ quá. Hay. Lên luôn vậy ta, chạy lại đi. Đó, không vừa luôn không. Nếu như mà cái anh thành công mà anh không giật lại thì mình cũng không ra được luôn nữa, nó hẹp bét à mọi người. Đó. Mới mưa lúc nãy nè cho nên là nước nó chưa có rút hết nè, giờ hiện tại giờ nó đang còn dơ cực kỳ. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng vô đó, mình cắm đầu vô đó, mình gác tài nha. Cái anh lơ của tôi ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Không ngủ mà ổng đi đâu mất tiêu rồi. Rồi ok, bây giờ mình đậu ở đây đi thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tắm rửa vệ sinh xong xuôi á, thì nếu như có rước chung chuyển á, thì mình sẽ đi rước chung chuyển, thì đúng 5 giờ thì sẽ sắp khách lên và xuất bến nha mọi người. Ok mọi người. Gọi lên đi chị. A10B10 đây, hàng ghế thứ tư xác chắc đó chị, đếm dài vô 1 2 3 4, hàng ghế thứ tư á, một giường trên một giường dưới ha. Rồi bước dài vô đi con. Xe này về đâu không? Hả? À, cái này đi về đâu rồi? Xe này à? Ngốc đứng gần là đụng xe là phạt đó, đó nghe. Phạt 50 ngàn đó. Nãy nãy giờ giữa mấy lần rồi đó, 150 ngàn. Nãy giờ giữa nãy giờ mấy lần rồi nè, 150 ngàn đi. Đây về Gia Lai là nhiêu cây ta? 300 cây á. Nhiêu? 600 mấy. 600 mấy hả? Nhưng mà đi một đêm á. Đây về Cà Mau gần hơn Gia Lai nữa ta. Cà Mau 400 cây à. Dễ không chung? Đi. Thank you.
cảm ơn anh bảo vệ đã dỡ cổng.
tàu có chiếc 91 của ấy, nhìn nó y như mỗi lần, nó không có khác chi chân không tàu. Nhưng mà thầy biết rồi, chạy giá lấy đi làm mới chưa. Ừ, chạy thành đạt có chứ sao nào. Ừ, ừ. Ủa nó sơn, nó lúc trước nó sơn màu này. Ờ, hải nãy giờ sơn màu mới là màu này, rồi nó bỏ hết, nó sơn nguyên con màu đỏ. Ừ, mà bây giờ nhìn cái xe lại là y hệt lúc trước, không có cũ chút xíu nào chứ. Ôi trời, người ta xài xe vậy đó. mà bao nhiêu năm rồi? Đổi gần số này luôn nè. Ừ, xài số cao kia luôn. Mà bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi còn gì nữa. 7 năm là người ta xài xe nó mới vậy đó. Mấy vỏ đây mình không biết. Hai vỏ à. Đứng
không có chỗ. Ai. 8 giờ rưỡi à, mọi người ơi. Đâu rồi, lên hết chưa? Chưa, còn người dưới nữa. Ở đây con chút xuống được không? Đâu rồi? Cái chỗ này đâu có chỗ đâu tiểu. Tại nãy tính thấy quán nước đó, tính xuống mua nước rồi đi nhờ. Mua nước nó cũng không cho đi nhờ nữa. Trời ơi, mà con này bị dụ, bị dụ. Bị dụ thiệt à. Con này chở cái chai sạch nữa. Trời ơi, nó có. Cái con chó này nó không giữ bà khốn. Nhỏ xíu con. Siêu kim chậu ghé nha. Ngồi đây được không anh? Ngồi đó đi. Phải tính đâu chứ là mình lấy xe cậu đó mình nói ghé vô quá mình mua gì đi được. Cái mình thấy. Về đất mình thấy được. Mình mua mình gắn ơn đi. Khi cái sự cố nó bất ngờ như hôm qua cái vé nó gom tiền lúc nào mà em gom tiền á là vé 240 đúng không, cái đưa 300, cái lúc đó cái nó thôi để chút xíu đem thòi cho xong cái mình coi lại thì có tiền lẻ cái mình thòi luôn, xong cái bắt đầu xuống xe đòi tiền thòi lại nó chứ. Cái mà tự nhiên đòi ngang xương cái mình cũng không nhớ là có thò chưa nữa, cái mình cũng nói ủa em nhớ là em thò cho anh rồi mà nó chưa thôi. Rồi mình lúc đó đang gấp gáp này kia, lúc đó nó xuống xe nữa cái gì thôi thò cho nó mẹ, rồi khó công cãi tới cãi lui xong coi camera lại thì thò tiền rồi. Mất 60.000 đau đến. Ủa chạy cho anh lâu chưa? Mấy năm. Qua, mười mấy năm rồi hả? Nào giờ chạy cho một chỗ một cái gì? Cũng được á. Tại nói chung cái nghề tài mình thấy chỗ nào sống được thì sống luôn đi ha. Mà đi thấy bữa nay công ty mà ở đâu nó cũng đã vậy hết rồi. Ở đâu nó cũng vậy hết trơn. Chứ mình đừng có nghề tài mình mà đừng có đứng núi này trong núi nọ. Không được. Nó không ổn. Nó thêm mất cái uy tín mình nữa đúng không? Mình đi qua chỗ khác là bắt đầu làm lại từ đầu. Đúng rồi. Mình ở đây nghe nó, ví dụ như bên kia nó mới thì nó ra có thể thu hút của anh em bạn bè tới phải thôi, một tô 50-100 ngàn nó ngóng nhảy qua đó vài bữa đó. Chỉ không nói gì nói mình làm ở đâu mình cũng phải tạo cái uy tín quen biết anh em của này nọ công ty này nọ tất cả dễ sống hơn. À, năm nay nhiêu rồi? 49-50 hả? Vậy là vô nghề rồi năm mấy? 90-91 ạ. Vậy là cũng mấy năm ta? 8
lâu lắm rồi, đầu năm 2004, 2003 chạy qua xe này. Ừ. Như là thuộc dạng như tài xế cũ rồi ha. Ừ. Đó giờ còn có 4 thằng à. Sư phụ của mình với thằng em của ổng. À. Nhưng mà mấy ta đó thì cũng có còn cũ, nhưng mà mấy ta nó rớt bằng hết rồi. Rớt bằng hết à? Ừ. Xuống tuổi rớt bằng hết rồi. Rớt bằng chạy xe phòng hết rồi. Xe phòng lớn, nhường lại cho mấy cả chạy xe phòng lớn hết. Rồi bây giờ chạy xe bây giờ thì nó không có gặp cái tình trạng mà như gặp ma hồi xưa có không ta? Có. Hồi xưa anh có từng gặp chưa? Có. Đâu kể nghe thử. Có gì mà kể nhiều khi đã tin. Không có à, có đi, chuyện đi, tâm linh có. Có đi cái tiếng đó, cái ngày đó cái giờ đó lúc nào đi à, lúc nào ngang cũng gặp giờ. Ví dụ như tối nay mình đi đúng không, tối nay mình tới đó, tối mình tới đó gặp đó. Ờ. Qua ngày sau mình đi tới đó gặp nó nữa. Giỡn không, nhưng mà mình không gặp gì nó quá gặp gì à, cứ đứng tay quá thắng lợi quá thì mình chia lại để xuống thì mình thấy nữa vậy thôi. Vậy thôi. Còn bây giờ thì chắc không gặp. Bây giờ không có đâu. Giờ không có. 10 năm, 12, 13 năm trở lại đây là thấy những người mà ta đi chạy cấp cứu rồi thì chỉ nói mình không biết. Đúng rồi, mấy người mà mấy tài xế mà chạy cấp cứu là lúc hồi xưa là thường luôn ha. Bây giờ cũng vậy. Xưa có một bạn chạy cấp cứu không mà. Nói thà là có người trên xe hoặc là nó chở xác trên xe nó à, sợ à. Mà khi mà chở xong rồi đi về một mình á, một mình mới sợ. Ừ, bây giờ chở xác trên xe là có người, đúng rồi, có người ở nhà đi theo, đúng rồi, khi mà đi về em mình nó mới sợ. Có em nhiều tiền em chở luôn. Nó lù vậy là không có nhường ai chứ. Rồi xuống xe cô bác khỏi lấy dép coi cô bác ơi, có dép rồi nha. Không sợ nó leo xuống hả? Không, không. Nó leo cũng bình thường à, nó lanh lắm, nó hiểu biết đó. À. Nó nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi à, lanh lắm. 5 tuổi hả? À? Nhóc của em 5 tuổi mà nó dạng như nó ít nói. Ừ. Có thằng lớn lanh chứ thằng nhỏ ít nói. Thì ông anh nó thì ít nói mà nó. Nói nó ghê. Ở nhà mà luôn có lâu về mà gặp nó là ba quá. Hello. Các bạn ơi. Hả? Đã không? Ok, ổn. Ủa quên gỡ xuống. Quên gỡ xuống. Dọn đi, dọn hai thôi. Dọn hai thôi, ấy dọn nhiều quá ăn ngán quá. Dọn hai lấy ba chén đi. Cơm hai ba chén. Sao quét mà buồn quá vậy chị em. Ngủ à? Ngủ à? Ta quét người ta vui lên chứ quét là buồn hiu à.
Không, cỡ này mà tôi lấy về, tôi đem về Đà Lạt là ấm luôn á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Chịu không em, theo anh về Đà Lạt đi. Cái gì vậy? Ok, cũng được rồi, đổi lại nào. Này hả? Thôi đổi lại đó đi. Đổi lại lấy cá đi, lấy cá đi. Cá kho hả? Ừ, cá kho gì không vậy? Cá gì kho vậy? Cá hú đi, cá hú kho đi. Cái đó ăn vô cái là chạy à. Cái đó ăn vô là chạy thiệt. Vậy là ông chạy gọi phải không? Cái nó nhìn sao đó, giờ cái vào kia nó lạnh lạnh sao ăn nói. Dọn ít ít gì nè, ăn ăn ngon. Dọn nhiều quá mình thấy cái mình dội mình ăn hết vô à. Tài về lóc. Lóc. Ê nhỏ nhiêu tuổi vậy? Hả? Em nhiêu tuổi rồi? Em nhiêu tuổi rồi? Em nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. 16 hả? Thôi chưa được 2 năm nữa đi. Bỏ ai đâu? Bỏ hàng. Bỏ mấy chục già luôn. Không nhớ đẹp đó, 2 năm nữa được đó. Ớt rồi vô ăn. Không có đó. Mình bỏ ớt bệnh. Ừ vậy được rồi. Có chấm gừng không? Có. Có gạo. Ê có gạo chấm không? Xin miếng gạo cần ấy. Giờ này chưa đông quán. Quán trên kia kìa. Quán mới kìa. Quán mới anh thấy là không còn chỗ đậu xe luôn á. Mày mà hỏi gặp xe cái là mình khoái lắm. Bắt tà cá lóc. Anh tài xế xe khách và cô gái may mắn hay gì nè. Nhắn tin cho ghệ thấy thấy rõ ràng rồi. Gì ở đây? Mới thấy nè, chặt kia.
Hiện tại bây giờ là 11 giờ 30 phút rồi mọi người ơi. Xe của mình đã tới địa phận của Bình Minh, Vĩnh Long. Trời hiện tại đang mưa lác đác luôn nè mọi người. 11 giờ 30 phút Bình Minh, Vĩnh Long. Bình Minh thì thuộc địa phận của tỉnh Vĩnh Long. Mình qua khỏi cái địa phận Bình Minh này thì mình sẽ tới cầu Cần Thơ nha mọi người. Trời đang mưa nè. Trời đang mưa cho nên là cái cây gạt nước này hình như là nó bị hư hay sao á, mà nó gạt không có sạch luôn hết rồi. Cái điều này lên chảnh mai phải thay cái cây gạt nước khác rồi. Gạt nước không có thấy đường chạy luôn á mọi người. Giờ này anh Lơ của mình đã nằm ngủ ngon luôn rồi mọi người. Hành khách trên xe mình cũng ngủ ngon hết à, không còn ai thức hết, chỉ có một mình tài xế thức thôi. Cái nghề nó vậy đi đó mọi người. Cái nghề đưa đường, mình gọi cái nghề tài xế là cái nghề đưa đường đi. Đưa đường, đưa những niềm vui, đưa hành khách tới nơi tới chỗ là mình cảm thấy trong lòng mình rất là vui rồi. Mình ôm xe chạy á mà mình cảm thấy hành khách nằm ngoài sau mình á mà nằm im ngủ ngon là mình cảm thấy rất là nhiều niềm vui. Mọi người thấy mưa chưa? Không thấy đường chạy luôn. Cái cây gạt nước này làm như nó bị chai rồi. Gạt không thấy đường luôn á mọi người. Có anh Lơ của mình nằm ngủ tội nghiệp chưa? Ảnh nằm trên cái ghế Lơ, cái ảnh ngã ngang, ảnh ngủ luôn, ngủ cúp cổ luôn mọi người. Ở trong còn trống giường nhưng mà ảnh không có vô trong ngủ. Tại vì đây về tới dưới còn giao đồ, còn xuống khách dọc đường nữa. Cho nên là ảnh không có đi vô trong ngủ. Cứng gì vậy? Cái dưới. Chưa ra nè. Rồi. Bây giờ sao đút cái kia vô? Đem trên luôn đi. Cái kia đem trên luôn đi. Được không?
giờ sao đút vô xuống đàng hoàng cái không có đứng thắng té chết à ngồi xuống con thắng cái thằng lên nó ở ngoài sau mà văng ra trước luôn á rồi bến xe Cà Mau anh chị ơi 25 căn cái nước ngồi lại xe nghe ai bến xe Cà Mau xuống đây nha Hi, xin chào tất cả mọi người. Cái hành trình hôm nay thì mình đã tới bến Nam Căn mọi người. Giờ này mấy giờ ta? Đây. 5:13 rồi. Trời, 12 tiếng đồng hồ mọi người ơi. Một cái hành trình 12 tiếng đồng hồ. Hiện tại bây giờ mình tới bến Nam Căn rồi nè. Ok, bây giờ mình kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau đi. Đây con vợ nhỏ mình đây đang xuống khách đây, lờ đang xuống khách. Ủa ổng đâu rồi? Ổng đang xuống. Ok, bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye. Hiện tại bây giờ mình đã dời xe của mình lên bến trên mọi người ơi. Thật sự ra là về tới đây nó hơi đắm đuối luôn rồi mọi người, cho nên là hiện tại bây giờ những cái chỗ gửi xe đang bị kẹt. Cho nên là mình không thể nào mình chờ cho người ta gửi xe xong rồi tới lượt mình. Đó, nguyên một dàn xe đậu luôn nè mà. Nè mọi người. Đó, bây giờ mình phải đậu ở đây. Đây. Cho mọi người xem. Đó, mình phải đậu ở đây để mình ngủ mọi người ơi. Mình ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc đi xong cái mình thức dậy mình dời xe mình đi rửa sao. Đó, mọi người thấy không, nguyên một xe mới vừa về tới luôn, quá trời xe luôn nè mọi người. Wow, Tuấn Hiệp nè, Tuấn Hiệp luôn nè, Hòa Thuận kìa, ở bên phía bên kia là Nam Hiền, Phước Thành, Tuấn Hiệp nữa kìa, nguyên một dãy luôn. Một chiếc Phước Thành nó chuẩn bị ra bến nè, xe này gác tài sáng nè. Ok mọi người, bây giờ mình ngủ thôi. Ngủ thôi chứ không thể nào mình chờ nữa, đắm đuối rồi.